Em tên là Trần Vĩnh Toàn, em quê ở Bến Tre, hiện em đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em tên là Võ Thị Cúc Cưng, năm nay em 25 tuổi. Cúc hả? Dạ, mọi người thường kêu em bằng Cúc. Tên em là Cưng, họ tên đầy đủ là Võ Thị Cúc Cưng. Em biết chơi đá cầu, em biết chơi đánh cầu lông, em biết bơi, em biết đánh bóng chuyền, cái gì em cũng biết chơi, nhưng em không có cái nào giỏi. Cũng giống nghệ sĩ, giống diễn viên, ca sĩ nào gì không? Thôi cao cao mập mập giống anh Quỳnh Linh là được rồi. Trời, sao anh Quỳnh Linh, gần này anh Quỳnh Linh làm sói ca hay sao? Ai lên chương trình bạn muốn hẹn hò cũng lấy cái chuẩn là anh Quỳnh Linh hết. Bạn này không giống Quỳnh Linh mà giống đi coi. Bạn này giống ai ta? Ai nó giống Hoài Linh? Trời ơi, nhìn bạn bên này giống Doraemon quá ta. Vậy thì bên kia sao hình như tôi coi chuyện tranh hay sao? Bên kia giống Seiko đến Doraemon vậy. Em tên là Nguyễn Thị Kim Liên, năm nay em 27 tuổi. Em tên là Lê Quang Vinh, 29 tuổi. Em ngoại hình thì không quan trọng, càng đen càng tốt. Hả? Sao vậy? Đi chắc tôi à, mình đi chắc tôi. Trời ơi, chết rồi. Đen đen giống anh, giống chú Huyền Linh hay là đen hơn cũng được. Tại vì đen đen nhìn nó men men chứ không có yếu đuối chị. Vậy hả? Dạ. Cô này cũng lạ ghê nha. Xấu xấu cũng càng tốt. Ủa gì cái vậy? Cũng đen dữ quá ha. Trời ơi, đen hơn Huyền Linh luôn. Tuổi hợp bạn nữ tuổi nào không? Thầy không cần coi, em coi em biết. Ủa em tự coi luôn hả? Vậy em hợp với bạn nữ tuổi gì? Mèo bảy rắn hợp mà. Dạ, em đâu nói không hợp đâu. Ừ, mèo với rắn vườn qua vườn lại vườn qua vườn lại vậy nè được. Cuối cùng mèo chết chắc vậy.